Thời gian gần đây, người dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận bức xúc vì xe chở các vật liệu thi công công trình điện gió, điện mặt trời làm hư đường. Các chủ đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời hứa hẹn sửa chữa, nâng cấp đường đi lại nhưng không thực hiện. Sự việc cụ thể ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tuyến đường bê tông nông thôn Mông Đức Hậu Xanh trước đây khá đẹp nhưng giờ bị xuống cấp. Nhiều đoạn bong tróc nham nhở như nhiều ổ voi, ổ gà. Một số chỗ có các thanh sắt bung nhô lên mặt đường khoảng 2-3 cm, dễ gây tai nạn. Từ nhiều tháng qua, người dân xã Phước Hữu mong mỏi tuyến đường trên được sửa lại. Nguyên nhân khiến đường xuống cấp là các dự án điện gió, điện mặt trời đồng loạt triển khai xây dựng. Nhiều xe ô tô có tải trọng lớn chở vật tư thiết bị quá khổ, quá tải lưu thông thường xuyên để thi công phục vụ dự án. Ông Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Ninh Phước cho biết, sau khi làm việc, các chủ đầu tư dự án điện đã thống nhất sẽ đóng góp kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến đường. Tuy nhiên sau khi họp, huyện đã 3 lần gửi văn bản đến các chủ đầu tư để vận động góp kinh phí. Nhưng đến nay, 7 trên 8 chủ đầu tư chưa thực hiện cam kết.